Chào mừng bạn đã quay trở lại với Hồng Lê Thị. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu về ý nghĩa cũng như là cái cách sử dụng của động từ mukau. Hiện tại trên tay mình đang cầm cuốn sổ tay đọc dịch mà mình đã biên soạn các cái bài viết để xuất bản thành một cái cuốn sách để giúp cho các bạn luyện đọc dịch tiếng Nhật tự nhiên từ những cái bài viết hoặc là những cái cuốn sách của người bản xứ. Thì trong cái cuốn sách này, khi mà các bạn đọc cái phần chuyển ngữ từ tiếng Nhật sang tiếng Việt, có những cái chỗ mà nếu như mà mình không để ý thì là sẽ không biết được là tại sao mình lại chuyển ngữ như thế, hoặc là sẽ có những cái bạn mà đọc thì không hình dung ra được hết những cái ý tưởng ở đằng sau mà mình muốn truyền đạt. Chính vì vậy mà thông qua những cái chuỗi video ngắn như thế này, mình sẽ cùng chắt lọc một số các cái keyword, các cái từ vựng thường gặp này, hoặc là các cái cấu trúc mà mình thường hay sử dụng trong đời sống thực tế để cùng với các bạn sử dụng một cách hiệu quả nhất cái cuốn sổ tay đọc dịch này của mình nhé. Thì ngày hôm nay mình sẽ cùng tìm hiểu về ý nghĩa cũng như là cái cách sử dụng của động từ là mukau. Với cái động từ mukau này thì mình thấy nó hay được sử dụng nhiều nhất trong trường hợp bằng với cái ý nghĩa của từ iku, có nghĩa là đi đến một cái nơi nào đấy. Trong cái phần định nghĩa của từ điển thì người ta có nói rằng là mokutekichi o mezaste ugoite idoshiyou to suru bai, có nghĩa là mình sẽ dùng trong trường hợp là miêu tả cái hành động di chuyển nhằm hướng tới một cái địa điểm, mục tiêu nào đó. Ví dụ như là hiện tại bây giờ mình đang đi đến nhà ga chẳng hạn, thì là mình sẽ nói là eki ni mukatte imasu, có là tôi đang trên đường đi tới nhà ga. Và eki ở đây nó chính là cái mokutekichi, là cái địa điểm mà mình đang hướng tới, một cái mục tiêu mà mình đang muốn di chuyển tới. Thì trong cái trường hợp này, ý nghĩa của nó sẽ bằng với cái từ là iku, có nghĩa là đi đến đâu, đúng không? Bây giờ hoặc là mình sẽ nói một cái câu đơn giản là imakara Tokyo koen ni mukatte imasu, có nghĩa là bây giờ, imakara đúng không? Bây giờ thì là tôi sẽ di chuyển tới cái công viên Tokyo. Thì đấy là cái cách sử dụng rất là thường gặp đối với cái động từ mukau này. Có một vài ví dụ khác mà chúng mình cũng có thể áp dụng với cái động từ mukau này. Ví dụ như là Tozo ni mukatte arukidasu, nghĩa là tôi bắt đầu đi bộ leo lên trên đỉnh núi chẳng hạn. Hoặc là Kinjo no kafe ni mukatte aruite iru tochiu desu, có là tôi đang trên đường đi bộ đến cái quán cà phê ở gần nhà. Thì đó là cái cách sử dụng rất là formal và mình thường hay gặp ở trong đời sống thực tế. Tuy nhiên động từ này nó còn dùng trong cái nghĩa thứ hai, đó là diễn tả cái ý là đối mặt hoặc là đối diện với cái gì đó. Ví dụ như là tôi đang nhìn vào gương, đúng không? Tôi đang đối mặt với gương, tôi đang nhìn vào gương để trang điểm chẳng hạn. Thì sẽ là kagami ni mukatte keiso shite imasu, có nghĩa là tôi đang trang điểm và nhìn vào gương để trang điểm đấy. Cái từ mukau trong cái trường hợp này nó miêu tả cái ý là đối diện, đối mặt với cái gì đó. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến trích dẫn cái câu mà sử dụng cái động từ này trong cái cuốn sổ tay đọc dịch của mình. Cái câu này được mình trích dẫn ở trang số 70, nói về cái nội dung là hoàn thành thì tốt hơn hoàn hảo. Thì trong đây người ta có định nghĩa cái việc là ý chí và hành động. Người ta nói rằng là jisai ni tsukue ni mukatte hitotsu no kiji o kaku nara sore wa kodou da, nghĩa là nếu thực tế mà bạn ngồi vào bàn viết một bài viết thì đó mới là hành động, hành động để mà thực hiện một cái việc gì đó đấy. Thì cái động từ mukau ở đây nó sẽ mang cái ý nghĩa là đối diện hoặc là đối mặt, đối diện đối mặt với lại cái bàn ấy. Jisai ni tsukue ni mukatte là đối diện đối mặt với cái bàn đấy, và viết một cái bài viết thì nó gọi là hành động. Thì nếu như mà mình dịch là đối diện đối mặt với cái bàn thì nghe nó rất là hên, đúng không? Thì là mình sẽ phải hiểu được cái image của nó, có nghĩa là mình đang ngồi ở trên bàn và đối mặt đối diện với cái bàn này này, thì là mình sẽ dịch như bình thường thôi, thì sẽ là mình thực tế mình ngồi vào bàn và viết một cái bài viết thì đó mới là hành động. Thì khi mà mình hiểu cái từ mukau này nó có nghĩa là đối diện đối mặt rồi, thì tùy từng cái văn cảnh mình sẽ có thể sử dụng cái câu tiếng Việt sao cho nó phù hợp với lại cái văn phong trong tiếng Việt. Giả dụ như cái câu lúc nãy mình cũng lấy ví dụ ấy, đó là kagami ni mukatte keiso shite imasu, có là mình không nói là tôi đối diện với cái gương để mà trang điểm, mà mình sẽ nói là gì, tôi nhìn vào gương, đúng không? Tôi nhìn vào gương để mà trang điểm. Thì cái từ mukau ở đây nó sẽ mang cái nghĩa là đối mặt với cái gì đó. Thì cái động từ mukau này nó còn được ghép thành một số các cái động từ ghép để miêu tả cái sự đối mặt, đối diện với những cái hiểm nguy, với cái sự vất vả, đúng không? Thì là mình sẽ có một số các cái câu như là kiken, ví dụ như là kiken ni tachi mukau là đối diện với lại nguy hiểm này, hoặc là konan ni tachi mukau là đối mặt với lại sự vất vả, sự khó khăn.
Thì nói tóm lại, động từ mưu cầu này nó có hai nghĩa. Một là sẽ là miêu tả cái địa điểm mà cái mục tiêu mà mình đang hướng tới, nó bằng với lại y cự. Và cái nghĩa thứ hai đó là sự đối mặt, sự đối diện với cái gì đó, và tùy vào từng văn cảnh thì mình sẽ sử dụng cái từ tiếng Việt sao cho nó hợp lý nhé. Ngoài ra thì nó còn được dùng với các cái động từ ghép, ví dụ như là đối mặt với hiểm nguy, hoặc là đối diện với lại sự vất vả, sự cam go khó khăn gì đó. Thì đó là cái cách sử dụng của cái động từ mưu cao ngữ này. Thì cái cuốn sổ tay đọc dịch của mình sẽ giúp cho các bạn có thể đọc các cái bài viết mà nó theo cái hơi hướng là đưa ra những cái quan điểm tích cực, những cái nội dung mang tính chất là giúp cho mình có được cái nguồn động lực để mà có thể học được tiếng Nhật một cách lâu dài và thường xuyên thông qua các cái bài báo hoặc là các cái bài viết của những cái người Nhật mà mình đã đọc. Và nếu như mà bạn nào thích cái nội dung cuốn sách thì có thể tham khảo cái đường link mình để ở dưới phần mô tả nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Chào nè.